Chúng tôi được tạo ra cùng với những sứ mệnh thiêng liêng. Chúng tôi đã vươn lên cùng với những khát vọng. Chúng tôi luôn cùng nhìn về một hướng với lòng quyết tâm và ý chí tiên phong để trải nghiệm những điều mới nhất trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Trải qua 16 năm với sự tận tâm để mang lại những giá trị cốt lõi tốt đẹp và thuận lợi nhất đến với khách hàng. Chúng tôi đã không ngừng sáng tạo, tiếp thu những ứng dụng công nghệ mới đương đại và hoạt động sản xuất kinh doanh để tiến tới những thành công. Sự tin tưởng cho khách hàng hướng tới sự tình huống và sức khỏe cộng đồng.